Chương 91 Bát kỳ biến Khi Diệp Tố đuổi tới lôi đài thì đã có không ít người vây quanh, dù phục thời ở trên đài vẫn như cũ đang điên cuồng hấp thu linh khí quanh thân, trên đỉnh đầu có một đạo kim quang đang chiếu thẳng xuống, giống như giải một tầng kim sa mỏng lên người hắn, rực rỡ loa mắt như tượng thần. Khớp huyết kiếm an tĩnh đứng bên cạnh, không có bất luận dị động nào, an phận đến độ có chút không giống một thanh yêu kiếm. Diệp Tố trầm mặc đứng trong đám người. Rất kỳ quái, nàng thế nhưng lại đang khẩn trương. Dù công tử hẳn là sẽ có thể kết anh thành công. Từ Trình Ngọc đi tới, đứng bên cạnh Diệp Tố nói. Đại khái là vì ý an ủi trong giọng nói hắn quá rõ ràng nên khiến Diệp Tố không khỏi quay đầu nhìn lại. Từ Trình Ngọc cũng phát hiện, nhìn thẳng vào mắt Diệp Tố nói, cô thoạt nhìn đang rất lo lắng cho hắn. Có một chút Diệp Tố thừa nhận, chỉ là lo lắng này không giống lo lắng mà hắn nghĩ. Nàng không rõ lắm sự khác nhau trong con đường tu luyện của người và yêu, nơi này lại là côn luân, đại năng có không ít, nàng sợ có người nhìn ra manh mối nào đó. Không đến hai ngày đã ẩn ẩn có dấu hiệu. Từ Trình Ngọc dù sao cũng là người đã kết anh hai lần, rất thuần thục nói, dù công tử rất nhanh thôi sẽ kết anh. Thời gian các tu sĩ kết nguyên anh không giống nhau, nhanh thì vài ngày, chậm thì dài đến một năm đều có, bất quá một khi thiên đạo giáng xuống dị tượng thì cơ bản đã sắp kết thúc. Diệp tố ngửa đầu nhìn kim quang trên bầu trời, sau đó tầm mắt hạ xuống rừng trên người du phục thời, tiểu sư đệ đả tọa đã hai ngày, cũng coi như phá kỷ lục siêng năng của hắn rồi. Thật lâu sau, linh khí chung quanh đột nhiên di chuyển chậm lại, toàn bộ kim quang đều bị du phục thời hấp thu không còn một mảnh, kết giới bao quanh lôi đài như bị một lực vô hình chấn vỡ nát. Cỗ lực lượng đó làm mọi người đang tụ tập dưới lôi đài không khỏi sôi nổi thối lui về sau. Chỉ có Diệp Tố không lùi mà tiến tới, đi đến cạnh sát lôi đài. Giờ phút này rốt cuộc du phục thời cũng động, chỉ là khi quay đầu nhìn xuống đài thì ánh mắt đầu tiên của hắn liền đối diện với ánh mắt của Diệp Tố. Đại sư tỷ không có chút ngoài ý muốn nào, bước vài bước lên lôi đài, tới gần tiểu sư đệ, vươn tay, đi về thôi. Dù phục thời ngửa đầu nhìn Diệp Tố, tự hồ như đang xác nhận gì đó, sau đó mới nắm lấy tay nàng, nương theo lực kéo của nàng mà đứng lên, hai người trước sau bước xuống lôi đài. Khắp huyết kiếm đứng ở đó nửa ngày, phát hiện không ai nhớ ra phải mang nó theo, thân kiếm lóe lóe sáng, chỉ đành nhận mệnh tự thân vận động đi theo. Nguyên Anh sơ kỳ sao? Hình như là vậy. Mọi người chung quanh nhỏ giọng nghị luận, Từ Trình Ngọc nhìn về phía Du Phục Thời, phát hiện có lúc hắn cảm giác cảnh giới của hai người như nhau, nhưng có lúc lại cảm giác không đến nữa. Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh. Một vị trưởng lão chủ trì nói, "Đáng tiếc, nếu kết anh chậm một chút nữa thôi có lẽ sẽ có thể trực tiếp đến trung kỳ." Vậy thì quá đáng tiếc rồi. Năm nay các đệ tử có thể lên đến cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ thì đều là ứng cử viên cho vị trí quán quân đấy. Có mấy người? Bốn người. Côn Luân Lục Trầm Hàn, Ngũ Hành Tông Liên Liên, còn có hai người vô danh Tông của Tây Phương, hình như tên là Ninh Thiểm Giao với Giản Hồ. Vạn Phật Tông Cốc Lương Thiên vậy mà còn chưa đến Nguyên Anh Trung Kỳ? Bí pháp tu luyện vạn Phật rất khó khăn, tuy nhiên bọn họ rất am hiểu vượt cấp kiêu chiến, Cốc Lương Thiên cũng có thể xem như là Nguyên Anh Trung Kỳ. Theo ta thấy thì Nguyên Anh Trung Kỳ cũng là hư danh mà thôi. Ai có thể làm ra chuyện chém giết thiên ma ở Nguyên Anh trung kỳ? Chỉ riêng điểm này thì Lục Trầm Hàn đã mạnh hơn mấy người còn lại rồi. Có một thanh kiếm tốt cũng không tồi. Có người hất đầu ý bảo người bên cạnh nhìn thanh kiếm đang đi theo sau Du Phục thời, kiếm có linh kiếm đấy, hôm trước không phải đã gọn gàng chém trọng thương một Nguyên Anh trung kỳ của Vô Danh Tông đó sao? Hai, ai chúng ta cũng không có cửa thắng, chỉ cầu trong quá trình thi đấu lấy được nhiều vật phẩm tốt một chút vòng tiếp theo là đến rồi, du công tử chúc mừng tiến giai, mấy người từ trình ngọc tiến tới chúc mừng, sư, đệ, có, phải, đệ, ngồi, không, nổi, nữa, nên, không, tiến, giai, tiếp, đúng, không, minh liêu xa chậm gì gì hỏi vừa rồi khi hắn nghe trưởng lão chủ trì kia nói nếu kết anh chậm một chút thì sẽ lên được nguyên anh trung kỳ thì phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghĩ đến cái này du phục thời làm bộ không nghe thấy tiến dai mệt rồi không tiến nữa thì có vấn đề gì sao phạm nhân bên cạnh cũng không nói gì hắn hợp hoan tông nhan hảo không biết từ đâu nhảy ra tới lúc này lực chú ý của nàng ấy không ở trên người du phục thời mà là chạy đến trước mặt minh lưu sa bắt lấy tay hắn nói người đẹp thế này sao lại nói lắp. Tới hợp hoan tông đi, chúng ta sẽ mời y tu giỏi trị cho ngươi. Hợp hoan tông của các ngươi chứ, ta không muốn làm lô đỉnh của các ngươi. Nhan hảo bị một chàng của hắn oanh tạc đến ngốc, một hồi sau mới phản ứng lại được, ngươi không nói lắp. Huỳnh ấy chỉ là thích nói như vậy thôi. Tây Ngọc đứng bên cạnh vừa soi gương vừa trọt vào một câu, người một nhà thiên cơ môn bọn họ đều bị hố nhiều năm mới phát hiện ra, cũng không trách Nhan Hảo hiểu lầm. Thì ra là vậy, Nhan Hảo đứng thẳng người nghiêm túc muốn đính chính cho hợp hoan tông, thoại bản đều là viết bậy bạ thôi, hợp hoan tông chúng ta không có làm lô đỉnh lô hạ gì hết, cũng không có dây dưa không rõ với Phật tu gì gì đó, chúng ta là tông môn đứng đắn. Tây Ngọc nói, tuy các ngươi là tông môn đứng đắn nhưng chúng ta cũng sẽ không làm đệ tử hợp hoan tông. tha chết, cũng, không. Minh Lưu Sa bổ sung. Diệp Tố quay đầu lại nhìn Nhan Hảo vẫn đang cố gắng trèo kéo. Nàng hoài nghi nghiêm trọng hợp hoan tông là một cái động đa cấp của tu chân giới, chuyên môn lừa gạt thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp sau đó tẩy não bọn họ. Thiên cơ môn của chúng ta đang trên con đường lớn mạnh nhanh chóng. Diệp tố trèo kéo ngược lại nhan hảo, không bằng các ngươi gia nhập thiên cơ môn đi, như thế mỗi ngày là có thể nhìn thấy chúng ta rồi, chúng ta không ngại cưu mang người già, dìu rắt trẻ nhỏ, cũng thập phần hoan nghênh góp tài sản nhập tông. Nhan hảo đầu tiên là sừng số, ngay sau đó thì lùi ra sau một bước, cứng đờ xua xua tay, không được, hợp hoan tông vẫn khá tốt, hẹn gặp lại. Nàng nói xong liền xoay người chạy mất, nhanh chóng lẫn vào trong đám người, phảng phất như phía sau có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo vậy. Diệp tố nhướng mày với các sư đệ sư muội, ý bảo bọn họ phải học phương pháp đối thoại chính xác. Trước khi vòng tiếp theo bắt đầu, Hoàng Nhị Tiền mang theo tài liệu chạy đến Côn Luân. Hắn không thể đi vào nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ Diệp Tố tìm đến. Quyển trục đây. Diệp Tố lấy quyển trục ra khỏi túi càn khôn đưa cho Hoàng Nhị Tiền. Hoàng Nhị Tiền nâng quyển trục bằng hai tay, cúi đầu một lúc lâu, khi ngẩng đầu lên thì đôi mắt đã đỏ hoe, ta còn cho rằng không thể tìm lại được nó nữa đây là món đồ cuối cùng đại biểu cho thời kỳ thịnh vượng nhất của văn đông tài liệu hành. Bảo quản kỹ một chút, không nên để mất đồ vật bảo mệnh thế này nữa. Diệp Tố nhấp một ngụm trà nói, ngày đó nàng trực tiếp cướp về là vì đoán ninh thiền giao không dám để lộ thân phận của giản hồ. Yêu ở tu chân giới cũng không được hoan nghênh, địa vị chỉ so với kẻ thù của tu sĩ là ma tu tốt hơn một chút mà thôi. Hai người đó lại mới lập khế ước không lâu, nhất tồn sẽ thành song tồn. Cũng nhờ là đã lập khế ước nên Hồ Vương mới tặng quyển trục cho tiểu sư muội. Nếu không quyển trục còn nằm trong tay hắn thì Diệp Tố không nhất định có thể lấy lại được. Hoàng nhị tiền bình phục tâm tình, lấy ra toàn bộ tài liệu mà Diệp Tố yêu cầu. Tài liệu trên danh sách đều đã ở đây. Văn Đông tài liệu hành gần đây thế nào? Diệp Tố hỏi. Vẫn tốt. Hoàng nhị tiền không chút nghĩ ngợi đáp. Vậy sao? Diệp Tố buông chén trà, dương mắt nhìn hắn, sao ta nghe người phá nguyên môn nói văn đông tài liệu hành ở định Hải Thành bị người khác đập phá. Mở cửa hàng mà, đôi lúc sẽ có người tới kiếm chuyện. Hoàng nhị tiến ngựa ngùng cười nói. Diệp Tố không nói tiếp, trong ghế lô một mảnh trầm mặc. Gần đây người chú ý thiên cơ môn ngày một nhiều hơn. Hoàng nhị tiền nói sang chuyện khác, ta thấy có người đặt cược thiên cơ môn thắng rồi không những một mà có đến mấy người lận. Đương nhiên là những tông môn khác, đặc biệt là Côn Luân thì số người đặt cược nhiều không đếm xuể. Sẽ không quá lâu đâu. Diệp Tố bỗng nhiên nói. Chảm Kim Tông, toàn điền hành có mạnh hơn đi nữa cũng không cách nào cản được người thiên cơ môn luyện khí. Chỉ cần luyện ra được pháp khí mà bọn họ không cách nào luyện chế ra tới, tù chân giới nhất định sẽ có người ra tay muốn sở hữu. Khi bước ra từ gian ghế lô, Diệp Tố thấy toàn gia anh đã chờ bên ngoài. Chuyện mà cô nói đêm qua ta đã suy nghĩ kỹ. Toàn gia anh đi đến trước mặt nàng nói, ta đồng ý. Diệp Tố nở nụ cười, tốt. Đối chiến vòng một vẫn còn đang diễn ra. Diệp Tố dọn ra bên ngoài cùng toàn gia anh. Hai người chuẩn bị hợp luyện pháp khí. Luyện khí sư hợp luyện pháp khí không tính là chuyện hiếm gặp, chỉ là toàn gia anh hợp tác với Diệp Tố đồng nghĩa với việc trực tiếp công bố ra bên ngoài Phá Nguyên Môn có quan hệ tốt với Thiên Cơ Môn. Đêm qua sau nghe nghe xong đề nghị của Diệp Tố thì toàn gia anh liền tức tốc báo lại cho phụ thân hắn, Phá Nguyên Môn khẩn cấp thương nghị suốt đêm. Ba năm, mấy đệ tử đó của Thiên Cơ Môn đã có thể từ trúc cơ lên kim đan kỳ, còn có một đệ tử được tân kẻ điên thu làm đồ đệ. Dung Sơ Thu nói, đầy đủ để chứng minh thiên phú của bọn họ. Huống chi đệ nhất Đông Phương nghe nói cũng là đệ tử Thiên Cơ môn. Việc đó cũng không tính là quá đáng kể. Trương trưởng lão nói, ta nghe nói bởi vì thanh kiếm của hắn có kiếm linh, không kể ngày đêm ở trên lôi đài đánh liên tiếp không ngừng nghỉ cho nên điểm số mới cao. Người có thể điều khiển được kiếm linh thì trên cơ bản đều sẽ không yếu. Dung Sơ thu nhìn về phía tông chủ Phá Nguyên môn, còn nữa sau khi văn đông tài liệu hành có móc nối quan hệ với thiên cơ môn thì mới lấy ra hàn tinh bùn rất khó để không nghi ngờ mối liên hệ trong đó toàn tông chủ giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng nhìn về phía toàn gia anh hỏi con nghĩ thế nào con muốn hợp luyện pháp khí với diệp tố toàn gia anh nói có lẽ có thể tìm được cơ hội đột phá cuối cùng phá nguyên môn quyết định đặt cược một lần đặt cược thiên cơ môn có thể xoay người Tông phái đồng ý để toàn gia anh hợp luyện pháp khí với Diệp Tố. Bởi vì thời gian gấp gáp nên hai người chỉ có thể chia tài liệu ra từng người tự luyện hóa, nhưng độ luyện hóa nhất định không được lệch nhau. Đây là lần đầu tiên toàn gia anh ở cùng một gian phòng luyện khí với người khác, lúc ban đầu có chút không được tự nhiên, khi luyện hóa tài liệu khó tránh khỏi thất thần. Đao, giản, xoa, kiếm, huynh luyện. Diệp Tố quay đầu nhìn hắn kiếm liềm roi nỏ ta luyện bọn họ dự định hợp luyện một kiện pháp khí có thể biến hóa đa hình thái mỗi người phụ trách bốn loại cuối cùng sẽ hợp lại thành một pháp khí toàn huynh huynh hiện tại hối hận còn kịp đấy diệp tố thấy hắn thất thần nghiêm túc nói không ta chỉ là có chút không quen thôi toàn ra anh lắc đầu tiếp tục đi hai người chia nhau tài luyện tiếp tục luyện hóa nếu là trước kia, chỉ bức luyện hóa thôi toàn gia anh đều sẽ cẩn thận dành ra một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại có Diệp Tố để so sánh nên trong lòng hắn liền sinh ra cảm giác gấp gáp. Lúc sau cả người đều toàn tâm toàn ý đắm chìm trong luyện khí. Tốc độ thế nhưng nhanh đến hơn một nửa so với ngày xưa. Chẳng qua linh lực cũng vì thế mà tiêu hao nhanh hơn. Nếu muốn dung hợp vài loại pháp khí lại thành một thì cần thiết kế sao cho khi sử dụng một trong số chúng không ảnh hưởng đến những hình thái còn lại. Diệp Tố cùng Toàn Gia Anh phải phối hợp tài liệu đến mức hoàn mỹ nhất. Chỉ riêng điểm này hai người đã tốn mất 10 phần tài liệu để thử nghiệm, có hai loại tài liệu khi phối hợp luyện hóa cùng nhau không hiểu vì sao lại xảy ra nổ mạnh, thiếu chút nữa đã thổi bay phòng luyện khí. Cũng may có Phá Nguyên môn ra mặt bồi thường linh thạch, hai người giữa chừng phải đổi sang một phòng luyện khí khác. Toàn Gia Anh vừa cắn linh thạch vừa luyện khí, khi luyện ra đến hình thái thứ hai hắn gọi Diệp Tố một tiếng. Chỗ ta còn linh thạch, chia cho cô một ít để bổ sung linh khí này. Linh khí của luyện khí sư không đủ dùng, hắn đều phải dựa vào linh thạch để chống đỡ. Thời gian dài như vậy nhưng toàn ra anh chỉ thấy Diệp Tố dùng linh thạch có một lần, hắn cho rằng nàng không có linh thạch. Không cần đâu, Diệp Tố từ chối, ta có linh thạch. Mấy ngày nữa vòng một đối chiến sẽ kết thúc, nàng cần phải gấp rút hoàn thành xong hợp luyện trước lúc đó linh lực của cô đủ sao? Toàn gia anh hoài nghi hỏi. Đủ. Diệp tố vùi đầu dùng linh hỏa luyện chế phôi pháp khí. Toàn gia anh ngơ ngác, hình như hắn mới là kim đan hậu kỳ mà. Bảy ngày sau, hai người rốt cuộc ra tới với khuôn mặt tiểu tụy tàn tạ nhưng đầy phấn khởi. Đại sư tỷ, vòng rút thăm đối chiến kết thúc rồi, vòng tiếp theo sẽ lập tức bắt đầu đấy. Tây Ngọc đợi ở ngoài cửa nôn nóng nói. Diệp Tố vừa ra tới thì liền nhìn thấy mấy người Minh Lưu Sa đang chờ ở bên ngoài với người của phá nguyên môn. Đại sư Tỷ, Tỷ mau chạy đến đó đi. Hạ Nhĩ từ xa vừa chạy tới vừa hô, những người khác đều đến đông đủ rồi. Diệp Tố dùng tay lau mặt một cái, cảm thấy đã thanh tỉnh hơn một chút, còn chưa mở miệng thì toàn ra anh bên cạnh bỗng nhiên nghiêng sang một bên, thẳng tắp ngã xuống hai người luyện khí với cường độ cao liên tục không chút nào ngơi nghỉ trong 7 ngày khiến Diệp Tố phản ứng chậm nửa nhịp, chờ mắt nhìn toàn ra anh té xỉu trên mặt đất. Ra anh, dung sơ thu vội vàng tiến lên nâng người dậy, tay đặt trên mạch đập cổ tay xem xét, sau đó thở một hơi nhẹ nhõm, chỉ là linh lực hao hết, quá mệt mỏi mà thôi. Hai người bọn họ đã luyện chế pháp khí gì mà không những dùng sạch sẽ linh thạch mà linh lực trong linh phủ cũng dùng đến cạn kiệt. Diệp Tố đưa một cây gậy nâu dài ba thước cho Dung Sơ Thu sau đó liền vội vàng chạy về hướng sân thi đấu. Dung Sơ Thu cầm pháp khí trên tay mà tưởng như đang cầm một que củi, bà quay đầu gọi với theo Diệp Tố, pháp khí này tên là gì? Hai người trước khi vào phòng luyện khí đã tính toán tốt, gấp rút luyện xong pháp khí trong cuối tháng, trước khi vòng thi đấu tiếp theo diễn ra, sau khi luyện chế xong thì sẽ lập tức đưa đến Bách Thanh Bảng để bình chọn nên dù sao cũng phải có một cái tên. Thanh âm của Diệp Tố như có như không truyền đến, bát kỳ biến. chương 92 Hỗn độn kính Diệp Tố sao còn chưa tới? Mã Tổng Thu nhìn giáo giác xung quanh, nhìn nhìn dịch huyền mặt vô biểu tình. Kế bên là du phục thời căn bản không thèm phản ứng người khác. Cuối cùng hắn quyết định hỏi Lữ Cửu, cứ đi khắp nơi xem xét như vậy rất dễ xảy ra chuyện đó nàng ấy đi ngoại thành côn luân luyện khí. Lữ cửu nói. Mấy ngày này, bởi vì Diệp Tố ném du phục thời ở lại trong viện nên Lữ cửu đi ra đi vào cũng đều nhẹ bước chân lại, sợ bị du phục thời chừng. Trước khi đi Diệp Tố còn dặn dò nàng và Dịch Huyền khi đi thi đấu nhớ rõ gọi du phục thời cùng đi. Lúc ấy Lữ Cửu tuy đáp ứng nhưng trong lòng thì thật lo lắng không biết có bị đánh ra ngoài hay không. Kết quả thì sáng sớm nay Du Phục Thời đã tự mình tỉnh dậy, đứng yên ngoài sân không nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là dịch huyền lên tiếng, bảo họn họ đến sân thi đấu trước. Lúc này sao? Mã Tổng thu khiếp sợ, họn họ vì tông môn đại bỉ, mỗi ngày đều đến sân đấu để nghiên cứu các trận đối chiến, muốn từ đó học thêm được điều gì, hoặc là tìm hiểu nhược điểm của đối thủ. Nhưng sao đến Diệp Tố thì không bán hàng lại là luyện pháp khí? Mà cũng đúng, thiên cơ môn vốn dĩ là tông môn luyện khí. Lúc này một đoàn người từ bên ngoài đi vào giữa sân thi đấu, mỗi người đều là đại năng hợp thể kỳ trở lên. Sau vòng một rút thăm đối chiến, giờ phút này số thi sinh trên sân thi đấu đã ít đi một nửa, tông chủ của năm đại tông cũng tề tự trên sân. Sân thi đấu đã được sắp xếp lại, tất cả lôi đài đã được dỡ bỏ, giữa sân dựng lên một đài cao đặt một số ghế dựa, tông chủ của các tông môn khác đã yên vị ở hai bên thấy năm đại tông chủ đến thì đều sôi nổi đứng dậy khom lưng chắp tay. Chư vị đệ tử trẻ tuổi ở đây chính là trụ cột tương lai của phù thế đại lục chúng ta. Một lão nhân dâu tóc bạc trắng đứng lên nói với các tu sĩ dự thi trên sân. Ông mặc một thân đạo bào màu trắng, viền cổ áo và ống tay áo có thêu hoa văn màu đỏ, tiên phong đạo cốt, uy nghiêm trang trọng. Đây là lần đầu tiên các thí sinh nhìn thấy tông chủ côn luân phong Trần Đạo Nhân. Ông đứng ở nơi cao nhất trên đài, toàn bộ đệ tử trên sân đều có thể cảm nhận được một cổ uy áp mạnh liệt. Ở vòng tiếp theo của tông môn đại bỉ năm nay, ông còn chưa dứt lời thì nhìn thấy một người vội vã chạy vào sân thi đấu, đi ngang qua trước mặt các tông chủ, nhanh chóng đi về khu vực của các tu sĩ phương đông. Phong trần đạo nhân giơ tay xoa xoa dâu, gọi nàng lại, vị tiểu hữu này mời dừng bước. Diệp Tố cũng không nghĩ tới sân thi đấu đã ngồi đầy người, một đường nàng chạy đến chỗ đội ngũ phương đông mọi người đều nhìn thấy rõ ràng ta tới dự thi diệp tố lấy ra thông hành đơn của mình nói một lão nhân tóc nâu bên cạnh phong trần đạo nhân quát lớn nếu muốn dự thi vì sao không đến từ sớm nhưng ta hẳn là cũng không có đến trễ ánh mắt của diệp tố dừng trên ba nén hương trên đỉnh to giữa sân lão nhân tóc nâu còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị phong trần đạo nhân ngăn lại ông biểu hiện một phong thái khoan dung nói, tiểu hữu về chỗ đi, người không đến trễ. Tiểu tông môn đúng là không quy củ, lão nhân tóc nâu vẫn thầm mắng một tiếng. Diệp Tố quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ sau đó mới đi về khu vực của phương đông, lần này không có đứng theo hàng của từng phương mà là đứng theo từng tông môn. Mặt dơ, dịch huyền nhìn nàng chỉ chỉ vào má trái. Diệp Tố vốn dĩ còn chưa quá thanh tỉnh nên phản ứng chậm một nhịp dù phục thời ở bên cạnh cũng không lên tiếng, chỉ là liên tục ném thanh khiết thuật lên người nàng. Không biết vì sao từ động tác của tiểu sư đệ nàng cảm nhận được một tia tức giận. Diệp tố lục lục túi cản khôn, lấy ra mấy khối linh thạch bóp nát, lúc này linh phủ khô cạn đến phát đau của nàng rốt cuộc cũng dễ chịu hơn, tinh thần cũng khôi phục lại một chút. Bốn người thiên cơ môn đều vào vòng thứ hai, vạn nhất ta đuổi đến không kịp thi đấu thì còn có đệ mà, Diệp Tố đứng vững, giải thích với Du Phục Thời. Du Phục Thời chậm chậm giơ tay lên, che lại hai lỗ tai của mình, trình diễn hình tượng kháng cự thập phần sinh động. Diệp Tố Lúc trước cô đã nói nhất định sẽ chạy về, cùng đi đến sân thi đấu với mọi người. Lữ cửu nhỏ giọng nhắc nhở, tuy rằng lúc sau Diệp Tố cũng có nói với nàng và Dịch Huyền là chính mình có khả năng sẽ đến trễ một chút. Diệp Tố kéo xuống một bàn tay của Du Phục Thời, ý bảo hắn nhìn lên đài, thi đấu sắp bắt đầu rồi. Vòng một rút thăm đối chiến mục đích là muốn lọc bớt thí sinh, không cho mọi người có được bao nhiêu chỗ tốt. Tông môn đại bỉ chân chính hiện tại mới bắt đầu, cửa thứ nhất chính là tiến vào khu vực thí luyện của côn luân hỗn độn kính. Phong Trần Đạo Nhân nói tiếp lời nói vừa rồi, trong hỗn độn kính, nhìn chưa chắc đã thấy, nghe chưa chắc đã đúng, vật nhiều thú hung, mong chư vị có thể nắm chắc cơ hội một tháng trong kính bằng một ngày bên ngoài, nếu gặp nạn thì bóp nát thông hành đơn. Mọi người nghe mà ù ù cạc cạc, chỉ thấy phong trần đạo nhân lật tay lấy ra một mặt gương, ông tung gương lên trời thì mặt gương liền phóng to ra, lơ lửng giữa sân thi đấu. Mọi vật trong kính có thể tùy ý lấy đi, vòng này chỉ so số lượng thú đan. Lão nhân tóc nâu nói, trong hỗn độn kính trừ một chỗ cấm địa thì tất cả yêu thú đa phần đều là tứ dai, ngũ dai. Một thú đan ngũ giai tính bằng 10 thú đan tứ giai. Trong đó có lục giai yêu thú không? Mai Cửu Nhân giơ tay hỏi. Lão nhân tóc nâu đáp, "Có, bất quá các ngươi cầu nguyện là đừng gặp phải đi, còn không thì một là bóp nát thông hành đơn hai là bị nó ăn." Yêu thú lục giai chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ trở lên mới có thể đối phó. Mai Cửu Nhân ngậm miệng, an phận chờ đi vào. Gương không tính là quá lớn. Mỗi lần chỉ có thể vừa một người đi vào, mỗi tông môn bắt buộc phải xếp hàng từng người từng người tiến vào, môn phái nhỏ ở phía sau, Tu sĩ vô danh tông thì bị an bài ở cuối. Dịch Huyền có thể theo Ngô Kiếm phái để vào trước nhưng hắn lựa chọn đợi để đi cùng Thiên Cơ môn, đi vào cùng với mấy người Diệp Tố. Hai người có tiến vào cùng một lúc cũng chưa chắc sẽ đáp xuống cùng một chỗ. Diệp Tố nhìn hắn nói: "Biết dịch huyền tỏ vẻ chính mình cũng biết điểm này nhưng vẫn như cũ đứng bất động đợi hơn nửa ngày rốt cuộc cũng đến lượt diệp tố trước khi bước vào nàng quay đầu nhìn ba người phía sau hẹn gặp trong kính diệp tố giảo bước tiến vào hỗn độn kính trong nháy mắt liền bị hút vào trong nàng nỗ lực giữ cho bản thân thanh tỉnh một lần nữa mở mắt ra thì phát hiện chính mình đang từ trên trời rơi xuống bên dưới là một cái đầm lầy còn có một con địa long run đất đang ngẩng cao đầu há to miệng, hiển nhiên là đang chờ nàng rớt vào. Diệp Tố, địa điểm rơi xuống cũng quá ngẫu nhiên rồi. Phiến đầm lầy ở phía dưới quá rộng lớn, Diệp Tố nghĩ bản thân cho dù không rơi vào trong miệng địa long mà rơi vào trong đầm lầy thì cũng chỉ sợ phía dưới sẽ có một đống yêu thú khác sôi nổi nhảy ra chào hỏi nàng. Vào thời khắc nguy cấp, Diệp Tố lấy ra thanh kiếm, dẫm lên kiếm bay trên mặt đầm lầy, diệp tố cũng không rời đi vòng này tính dựa vào số thú đan mà bên dưới có khác nào một ổ thú đan miễn phí địa long đang há mỏ đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy tu sĩ đó rớt xuống rốt cuộc không kiên nhẫn nữa phóng cả người lên khỏi đầm lầy muốn cắn diệp tố nó nhảy lên rất cao đáng tiếc phản ứng của diệp tố cũng không chậm nàng điều khiển kiếm bay lên cao hơn chờ sau khi nó tắp vào không khí rồi cả người rơi xuống lại đầm lầy Diệp Tố lại tiếp tục cố ý thả kiếm xuống thấp một chút, dụ Địa Long một lần nữa nhảy lên. Chỉ là lần này Địa Long không có cơ hội quay về đầm lầy nữa, bởi vì Diệp Tố quang ra mấy đạo phù chú, ở giữa không trung hình thành một cái phù trận, khóa Địa Long lại. Địa Long phảng phất như nằm trên một mặt đất vô hình, nó quật thật mạnh đuôi xuống nhưng vẫn không thể khiến bản thân rơi trở về. Diệp Tố thu kiếm, chân đạp trên không trung như đang đi trên đất bằng. Toàn bộ không gian bị phù trận vây quanh, những mặt phẳng chính là do linh lực của nàng cấu thành, việc này làm cho linh phủ của nàng lại cảm thấy ẩn ẩn đau. Dù sau linh lực cũng đã bị vắt kiệt một lần khi nàng luyện khí mấy hôm trước. Cũng may linh khí xung quanh cũng tính là sung túc, Diệp Tố cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất chuyển hóa linh khí thành linh lực của bản thân, sau đó lại dùng trên phù trận. Tứ chi của Địa Long thô ngắn, cái đuôi gần như dài bằng cả người, hành động cực kỳ nhanh thấy Diệp Tố đứng ở gần đó thì tứ chi nhanh chóng cử động, chạy về phía nàng, há mồm muốn cắn. Tay Diệp Tố nhấc lên, một tường linh lực xuất hiện, địa long đâm thẳng đầu vào tường, phẫn nộ quất đuôi muốn pha vỡ nó. Lúc này dưới đầm lầy lại có một con địa long khác nhô đầu lên, Diệp Tố rũ mắt nhìn xuống dưới, quả nhiên đầm lầy này vẫn còn có yêu thú. Khi Diệp Tố một lần nữa dương mắt lên, quanh thân đã hiện ra sát khí, nàng triệt tiêu linh tường. Lúc này, địa long ở giữa không trung đập mạnh đôi xuống đất, nương theo lực nhảy tới, há to miệng muốn cắn đứt người Diệp Tố. Diệp Tố cũng không di chuyển mà nàng lấy ra từ túi cản khôn một chiếc cung không dây, một tay nàng nắm lấy thân cung, tay còn lại ngưng tụ linh lực hóa thành một mũi tên, đặt trên cung. Một người một thú, khoảng cách mỗi lúc một gần. Diệp Tố thậm chí có thể ngửi được vị tanh hôi phát ra từ miệng của nó. Nàng nhìn chằm chằm địa long không chớp mắt, sau đó buông tay, mũi tên linh lực xuyên thẳng qua cả người địa long, từ miệng ra tới đuôi. Mà lúc này địa long đã tới sát trước mặt nàng, khoảnh khắc miệng nó cơ hồ đụng vào mặt Diệp Tố thì cả người nó cương cứng như bị ai điểm huyệt, sau đó ầm ầm ngã xuống. Từ đầu đến cuối, Diệp Tố không hoảng không loạn, mắt cũng không chớp nhiều một cái, Địa Long tứ giai, cả thân nó trừ đuôi bị mũi tên bắn phá còn lại thì không có vết thương nào khác, hai mắt cũng còn hoàn hảo. Trong lòng Diệp Tố thầm tính toán những tài liệu nào trên thân Địa Long có thể bán được giá tốt, thủ pháp nàng lưu loát hết lột ra rồi lại lấy đan, sau khi lấy hết tài liệu cho vào túi càn khôn, ánh mắt nàng một lần nữa lại đặt trên đầm lầy. Ở đây câu yêu thú cũng là một lựa chọn không tồi. Dù phục thời đi sát ngay sau Diệp Tố tiến vào hỗn độn kính, tuy nhiên điểm rơi xuống của hắn lại là ở trong rừng. Hắn xoay người nhìn nhìn bốn phía nhưng không thấy được hình bóng quen thuộc. Khắp huyết kiếm bay ra, vòng quanh bên người hắn, lẽo đẽo đi theo du phục thời. Dọc đường đi có một con yêu thú tứ dai nhảy ra chặn đường, khắp huyết kiếm lưu loát xử lý nó, du phục thời chỉ nhìn lướt quá rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Đi một đoạn, Du phục thời lại dừng bước chân, quay lại. Hắn nhìn chằm chằm thi thể của yêu thú vừa nãy một lúc lâu, cuối cùng quyết định động thủ móc ra thú đan, vì thế tay và mặt không tránh khỏi bị máu dính lên. Du phục thời mặt vô biểu tình thi triển mấy đạo thanh khiết thuật rồi mới ném thú đan vào trong túi cản khôn, nghĩ nghĩ một lát lại bóp mũi, đem thi thể yêu thú cũng bỏ vào trong túi. Đợi lát nữa gặp lại phàm nhân sẽ cho nàng sau đó lại bắt nàng đến một cái túi càn khôn mới. Dù phục thời một đường đi thẳng về phía trước, vận khí cũng không tính là quá tốt, chưa đi được bao lâu đã đụng phải một ngũ giai yêu thú, khắp huyết kiếm đón đầu sông lên. Yêu thú ngũ giai tương đương với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, yêu thú này hành động lại thập phần nhanh nhẹn, thế nhưng có thể tránh thoát được một chiêu của khắp huyết kiếm, sau đó xông về phía du phục thời. Đúng lúc đó Lữ Cửu vừa rơi xuống đất không lâu, từ xa nhìn thấy bóng dáng du phục thời, còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì liền nhìn thấy yêu thú ngũ dai đó tấn công về phía hắn. Tiểu Du phục thời vung tay lên, con yêu thú lập tức bị linh lực ném ra xa, khớp huyết kiếm hoàn hồn, nhảy vọt đến đâm trúng phần đầu của yêu thú. Sau khi đụng đến máu tươi thì hồng ngọc ở chuôi kiếm càng thêm lóa mắt. Lữ Cửu yên lặng ngậm miệng người ta là một nguyên anh sơ kỳ đỉnh, xác thật không cần nàng phải lo lắng. Có thể là vì ngày thường diệp tố chiếu cố hắn quá chú đáo nên tiềm thức của nàng cho rằng thực lực của du phục thời không mạnh. khi lữ cửu còn đang phát ngốc thì du phục thời bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nàng. lữ cửu, ngươi đào thú đan, du phục thời làm như là chuyện đương nhiên mà phân phó nàng. lữ cửu ngẩn người, sau đó a, à, một tiếng khi lại gần thì thấy khắp huyết kiếm đã rút khỏi thi thể yêu thú, nàng khom lưng bắt đầu đào thú đan. Sau khi xử lý xong thì lữ cửu đi theo du phục thời tiến về phía trước. Về sau khi gặp được yêu thú, khắp huyết kiếm và lữ cửu lại đồng loạt ra tay, sau khi kiếm hạ yêu thú thì lữ cửu đào thú đan, du phục thời đứng ở bên cạnh xem. Người không biết nhìn thấy bọn họ chỉ sợ đều cho rằng lữ cửu mới là chủ nhân của khắp huyết kiếm vì một người một kiếm cần cù chăm chỉ y như nhau lử cửu ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn du phục thời nàng cảm thấy hắn vẫn giống những lần trước không động tay làm gì nhưng trên người hắn lại không còn trạng thái thả lỏng cực độ như khi ở cùng diệp tố du phục thời chỉ phụ trách thu thú đan và thi thể yêu thú vẫn luôn suy nghĩ phàm nhân kia vì sao còn chưa tìm tới hắn không biết phàm nhân mà hắn tâm niệm lúc này đang ở trên đầm lầy câu yêu thú tác giả có lời muốn nói. Kiều Kiều, phàm nhân kia làm gì mà còn chưa tìm tới ta, thật phiền. Phàm nhân nào đó, 2,3 con yêu thú. Chương 93. Hư sát trận. Tất cả tu sĩ dự thi đã vào hỗn độn kính, tốc độ dòng chảy thời gian trong và ngoài kính không giống nhau, người nào vào trước cũng sẽ ra ngoài trước. Trên sân thi đấu chỉ còn lại tông chủ của các tông cùng với những tu sĩ đến xem náo nhiệt, lão nhân tóc nâu vung tay lên, mười mấy khối thủy vân kính liền được dựng lên giữa sân, mọi người đều có thể thấy được rõ ràng tình huống bên trong. Minh Lưu Sa cùng với Tây Ngọc, Hạ Nhĩ Chen trong nhóm người xem thi đấu, khẩn trương nhìn mấy người Diệp Tố. Không hổ là đệ tử Côn Luân, vừa đi vào liền có thể nhanh chóng tập hợp lại. Tông chủ Thượng Khuyết Tông nhìn tình hình trong kính nói. Trong hỗn độn kính không thể sử dụng truyền tin Ngọc Điệp, tất cả đệ tử Côn Luân sau khi tiến vào thì liền bắt đầu đánh dấu dọc theo đường đi, bọn họ không ngừng tập trung, đi dần về hướng của lục trầm hàn. Đệ tử của các tông môn khác phản ứng cũng không tệ. Phong Trần Đạo Nhân vuốt tròm dâu bạc trắng nói. Trên thực tế, phàm là tông môn chính quy thì từng tông môn đều sẽ có phương thức liên lạc nội bộ riêng mấy người vô danh tông đó có phải cũng đang tụ lại đúng không tông chủ hợp hoan tông ngô nguyệt bỗng nhiên ngồi thẳng dậy nói bà chú ý thấy những tu sĩ vô danh tông đi vào kính cuối cùng cũng đang không ngừng tới gần nhau hẳn là trước khi vào đã thương lượng trước chu kỳ cũng không kinh ngạc lần tông môn đại bỉ nào vô danh tông cũng có mấy nhân vật lợi hại so sánh ra thì bốn người thiên cơ môn hoàn toàn đang đi loạn tùy duyên à không đúng Diệp Tố từ sau khi đi vào thì cắm trại luôn ở đầm lầy, chưa từng đi chỗ nào khác. Dịch huyền thì rơi xuống sơn cốc, đi cả nửa ngày vẫn không đụng tới yêu thú nhưng ngược lại lại gặp được Ninh Thiển Giao mới tiến vào. Tiểu sư huynh, Ninh Thiển Giao nhìn thấy hắn thì gương mặt ngay lập tức muốn nở nụ cười nhưng dường như bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, độ cong của môi hạ xuống, nhìn thập phần đáng thương. Dịch huyền không nhạy bén với những cảm xúc của người khác, hắn sẽ chỉ để ý khi người đó muốn khiêu khích hắn cho nên chỉ thốt ra một chữ ngũ sao cơ ninh thiển giao ngẩn người sau đó mới nhớ ra miễn cưỡng sửa miệng ngũ sư huynh chúng ta đi cùng nhau được không dịch huyền cự tuyệt hắn chỉ chỉ vào ba chữ thiên cơ môn trên đạo bào của mình không giống nhau ninh thiển giao hôm nay mặc một thân bạch y nhìn thoáng qua còn tưởng là đệ tử côn luân ninh thiển giao hơi hé miệng cuối cùng nói chúng ta có thể hợp tác không cần thiết dịch huyền vẫn cự tuyệt tiểu sư muội đã là nguyên anh trung kỳ hắn chỉ mới kim đan hậu kỳ đỉnh gặp phải yêu thú lợi hại thì người có xác suất cao xảy ra chuyện chính là hắn nếu tiểu sư muội không cần che chở thì cũng không cần thiết phải hợp tác hắn còn muốn một mình đối đầu với yêu thú sau khi gia nhập ngô kiếm phái thì hắn đều đối chiến với người rất ít khi được đánh với yêu thú. Dịch huyền rất muốn biết bản thân hiện giờ đối mặt với yêu thú tứ dai thì sẽ có thể phát huy được đến trình độ nào, ít nhất cũng sẽ đỡ hơn năm đó, một chảo của chúng cũng chịu không được. Ninh Thiền Giao đứng tại chỗ nhìn dịch huyền đi xa, nàng ta cắn môi, cảm thấy rất khó chịu. Trước kia không phải như thế này, dịch huyền lúc nào cũng sẽ đứng ở phía nàng ta, có thể ban đầu hắn sẽ cự tuyệt, nhưng chỉ cần nàng hỏi thêm vài lần, thế nào hắn cũng sẽ thay đổi chủ ý. Ninh Thiển Giao không hiểu nổi Diệp Tố có chỗ nào tốt, rõ ràng cái gì Diệp Tố cũng không có. Từ nhỏ đã như vậy, nàng cho Minh Lưu Sa, Tây Ngọc hay Hạ Nhĩ cái gì thì cuối cùng ba người này cũng sẽ đem về cho Diệp Tố xem, thậm chí còn cho nàng ta. Chỉ có dịch huyền, chỉ có hắn không thích Diệp Tố. Không nghĩ tới chỉ mới ba năm không gặp nhưng quan hệ của dịch huyền và Diệp Tố lại tốt lên. Ninh Ninh, giản hồ dựa vào khế ước của hai người, dễ dàng tìm được Ninh Thiển Giao. Ninh Thiển Giao quay đầu lại nhìn giản hồ, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, hai mắt cong cong như trăng non, thôi kệ, một tên dịch huyền mà thôi. Đầm lầy Diệp Tố đứng trên thân kiếm bay qua bay lại vài vòng, một vùng đầm lầy lớn như vậy, hẳn là không phải chỉ có mười mấy con yêu thú tứ dai thôi mới đúng đúng lúc nàng đang tự hỏi thì bỗng thấy một con yêu thú trồi lên trên đầm lầy nhưng diệp tố còn chưa kịp phản ứng thì nó đột nhiên trợn to mắt thụt nhanh xuống dưới lớp bùn tựa hồ như sợ bị nàng thấy thú đều có bản năng ban đầu nhận thấy cảnh giới của tu sĩ này không ra gì muốn ăn nàng kết quả tu sĩ này tung ra thủ đoạn trồng chất câu chết không ít yêu thú nghe thấy tiếng kêu rên truyền tới từ trên cao đám yêu thú dưới đầm lầy dần an tĩnh như gà diệp tố thấy vậy sao còn không biết bọn chúng đang trốn mình thôi đành vậy cũng không thể cứ tốn thời gian ở mãi một chỗ vì thế đại sư tỷ ngự kiếm rời khỏi đầm lấy khi nhìn thấy đất liền thì hạ xuống dần vừa đi về phía trước vừa đi vừa tra xét chung quanh bất cứ thứ gì có giá trị trên đường đi nàng đều không buông tha đó là cỏ hoa ốc bên cạnh chính là cỏ hoàn ốc có một đan tu trên sân thi đấu chú ý đến hành động hái cỏ của Diệp Tố. Nàng vậy mà lại có thể phân biệt được hai thứ đó. Giá của cỏ hoa ốc không rẻ, nhưng có rất nhiều tu sĩ ngoài nghề thường xuyên hái ra một đống cỏ hoàn ốc muốn bán, trong khi thứ đằng sau căn bản chẳng có giá trị gì. Hạ nhĩ loáng thoáng nghe thấy lời này, không khỏi tự hào nói với Minh Lưu Sa và Tây Ngọc bên cạnh, bởi vậy đệ nói mà, chỉ cần là thứ bán được tiền thì không có gì là đại sư tỷ không biết. Từ sau khi bọn họ có thể tự mình kiếm được linh thạch thì trừ bỏ tu luyện và mua tài liệu luyện khí, số còn lại đại sư tỷ đều dùng toàn bộ để mua sách, sách gì cũng có, cái gì tỷ ấy cũng đọc. Hành động của Diệp Tố giữa các đệ tử chỉ biết chăm chăm chém giết yêu thú quá mức nổi bật nên hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Vì nhỏ bỏ lớn, kiến thức hạn hẹp lão nhân tóc nâu mắng một tiếng tông môn nhỏ mà thôi hẳn là dự đoán được bản thân không thể đạt được thành tích tốt nên mới cố gắng lấy được càng nhiều thứ tốt từ hỗn độn kính tông chủ ngũ hành tông nói trong kính có không ít người ôm tâm thái thi đấu như vậy ngược lại ta cảm thấy vị tiểu hữu này cũng coi như có chút thủ đoạn phong trần đạo nhân cười nói lấy đồ tốt giết yêu thú không lơ là một bên nào Tông chủ phá nguyên môn toàn thâm ngồi ở hàng ghế bên phải phía dưới. Dung sơ thu lẳng lặng đi đến sau lưng ông. Đã phái người đưa pháp khí đi. May là địa điểm tiến hành đánh giá của Bách Thanh Bảng ở ngay phía tây, cách Côn Luân không xa. Toàn thâm nghiêng đầu hỏi, ra anh đâu? Hào tổn quá nhiều linh lực, ngất đi rồi. Dung sơ thu hạ giọng đáp. Ngất đi rồi. Toàn thâm xoay hơn nửa người ra sau nhìn Dung sơ thu, phảng phất như muốn xác định lời bà nói thật hay giả. Đã mời Y Tu đến xem. Trên mặt Dung Sơ Thu mang theo ý cười, Gia Anh có hy vọng kết anh. Toàn thâm lúc này ngược lại không quá để ý đến cảnh giới của Toàn Gia Anh. Ông xoay người lại, nhìn chằm chằm Diệp Tố trong thủy vân kính. Nếu ông nhớ không lầm thì cảnh giới của Diệp Tố còn không cao bằng Gia Anh. Vậy mà hai người luyện khí song ra tới một người hôn mê một người thì không ngừng bước chân chạy đến dự thi, còn giết nhiều tứ giai yêu thú như vậy, mặc dù là trong đó phải dựa vào các loại thủ đoạn và pháp khí, nhưng mà... Giờ phút này tim của toàn thâm nhảy thùng thục trong lồng ngực, vốn dĩ ông đang cầm một cái ly nhưng trong khoảnh khắc kích động ông đã lỡ tay bóp nát nó. Tông chủ, dùng sơ thu phát hiện ông có điểm bất thường, theo bản năng hô một tiếng. Toàn thâm không giấu vết nghiền cái ly thành bột phấn, ông hơi dựa người ra sau ghế, nói với Dung Sơ Thu, ta có dự cảm, chúng ta cực đúng rồi. Diệp Tố quá không bình thường. Lúc này trong hỗn độn kính, Diệp Tố không bình thường rốt cuộc đã chạm mặt với người, một đám người. Mười mấy người như đã canh sẵn từ trước, nhanh chóng vây quanh nàng, trong đó một người bước ra nói, giao hết tất cả thú đan của ngươi ra đây, chúng ta sẽ không phá thông hành đơn của người. Diệp Tố nghe vậy cười một tiếng, giao hết thú đan cho các ngươi, ta giữ thông hành đơn cũng vô dụng. Vẫn còn hơn 20 ngày, ngươi vẫn có thể tiếp tục giết yêu thú. Người nọ tốt bụng, chỉ dẫn. Sau một tháng, chỉ cần có thể gom đủ 100 thú đan tứ dai thì có thể thông qua vòng này. Các ngươi đoạt thú đan của ta không sợ phạm quy sao? Diệp Tố hỏi bọn hắn. Đám người vây xung quanh nàng lập tức bật người ha hả, thậm chí còn tên cầm đầu còn khoa trương cười ra nước mắt. Nếu các đệ tử cùng tông có thể chia thú đan cho nhau, các đệ tử khác tông có thể hợp tác thì vì sao lại không thể đoạt? Lại còn phạm với trả quy. Tên dẫn đầu lao lao nước mắt, kéo kéo đạo bào của nàng, thiên cơ môn. Các ngươi nên đổi tên thành thiên chân môn đi. Diệp tố đảo mắt nhìn quanh một vòng, đột nhiên hỏi, các ngươi tập trung ở đây đánh cướp, sinh ý có tốt không? Tên cầm đầu ngẩn ra, sau đó lớn tiếng quát, đừng nói vô nghĩa nữa, liên quan gì đến ngươi. Ngoan ngoãn giao thú đan ra đây, chúng ta còn tha cho ngươi một con đường sống. Diệp Tố hất tay hắn khỏi đạo bào của nàng, rất liên quan tới ta đấy, vì tiếp theo ta muốn đánh cướp các ngươi. Đám người sừng sốt, có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Diệp Tố động thủ, nàng búng tay một cái, trong nháy mắt từng nơi nàng đi qua lúc trước dâng lên pháp trận, vây khốn toàn bộ những người này. Các ngươi muốn cướp người khác mà ngay cả chuyện cơ bản là trốn kỹ đánh úp cũng không biết. Diệp tố châm chọc, chút bản lĩnh còn con đều không có, học gì không học đi học người ta ăn cướp. Ngươi vậy mà dám giở trò. Tên cầm đầu giận dữ la lên, người này khi đi tới thì luôn đỡ eo, xong rồi một hồi thì đứng dưới tảng cây, một hồi thì ngồi xổm trên mặt đấy, Bọn họ còn tưởng rằng nàng ta đã bị thương rồi. "Ừ, ta giờ cho đó." Diệp Tố xòe bàn tay ra, lặp lại lời bọn chúng đã nói trước đó, "Ngoan ngoãn giao thú đan ra đây, ta còn tha cho các ngươi một con đường sống." "Bọn cướp, một mình ngươi mà muốn đối phó chúng ta nhiều người như vậy?" Tên cầm đầu bị tức đến cười, hắn nắm chặt hai tay, ngưng tụ linh lực bao trùm lấy nắm tay. Sau đó hung hăng đấm xuống pháp trận đang dâng lên từ mặt đất. Nhưng mà một đấm này đánh xuống không những không thể đấm tan pháp trận mà ngược lại còn bị pháp trận phản đòn cắt đứt cả bàn tay, hắn nhịn không được mà hét thảm lên một tiếng. À quên nữa, đây là một sát trận. Diệp Tố chậm rãi nói, một khi pháp trận còn chưa giải mà các ngươi đụng vào thì chỉ có một kết cục như hắn, ai không tin thì cứ thử xem. Lúc này vẫn có người không tin là thật muốn hủy đi pháp trận nhưng cũng bị phản phệ trọng thương. Ta nói rồi, đây là sát trận. Diệp Tố cúi người ấn xuống mặt đất, bàn tay nàng dường như bị thứ vô hình nào đó cản lại một chút, chỉ ấn được đến giữa không trung thì dừng lại, cả pháp trận khổng lồ bắt đầu chuyển động xoay tròn. Những người bị nhốt bên trong bắt đầu luống cuống tay chân, có vài tên muốn liều chết xông ra nhưng vừa đụng vào pháp trận liền sẽ bị phản phệ. Diệp tố mặt vô biểu tình dùng sức ấn xuống ba lần liên tiếp, cuối cùng cũng ấn được chạm xuống đất. Toàn bộ pháp trận đột nhiên xoay tròn vun vút, cuối cùng nổ tung. Toàn bộ đám người trong trận đều bị nổ bay, rớt xuống đất ngất xỉu. Hư sát trận, sát trận giả, mà thôi. Diệp tố vừa nói vừa đi lại gần bọn cướp, bước chân có chút lảo đảo. Nàng giơ tay xoa xoa hai bên thái dương có chút đau nhức. Sau khi ổn định lại mới tiến đến lấy sạch số tu đan của đám người này, thuận tiện còn hảo tâm bóc nát thông hành đơn giúp bọn chúng, phòng ngừa bị yêu thú ăn mất. Không ngờ cô còn biết pháp trận. Nghe thấy thanh âm, Diệp Tố nhanh chóng đứng dậy, nhìn người đang bước ra từ một cây đại thụ đối diện. Nhan Hảo giơ hai bàn tay lên, đi ngang qua mà thôi. Diệp Tố cười cười nhưng trong lòng không hề buông lỏng cảnh giác. "Phu chú, pháp trận cô đều biết sao?" Nhan Hảo bội phục nói gương mặt còn đẹp như thế, hợp hoan tông chúng ta chính là đang thiếu người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như cô đó. Pháp trận ta cũng không thạo, chỉ biết một loại này thôi. Diệp tố đáp, bút ký của đồ thế tiền bối chỉ thích hợp tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên, nàng hiện tại vẫn là Kim Đan Kỳ nên xem vẫn chưa hiểu lắm. Hư sát trận là trận pháp duy nhất trong số đó mà nàng học được, thành thế lớn nhưng kỳ thật không thể giết người diệp tố mất rất lâu mới có thể học xong còn chưa dùng qua bao giờ đây là lần đầu tiên dùng thử chưa gì linh phủ của cô đã kháng nghị đi cùng nhau không nhan hảo phe phẩy quạt lông màu hồng phấn đưa cho nàng một viên đan dược mới là vòng thứ nhất mà thôi không cần khẩn trương như vậy diệp tố rũ mắt nhìn đan dược trong lòng bàn tay nhan hảo không nhúc nhích bổ linh đan không đáng bao nhiêu nhan hảo đưa cho nàng chớp chớp mắt Ta đi theo cô thì có thể gặp hai vị sư đệ của cô không? Chương 94. Cấm địa. Diệp Tố nhìn viên bổ linh đan mà nhan hảo nhất vào tay nàng, chỉ nhìn màu sắc liền biết là đan dược thượng hạng, mặc dù Diệp Tố chưa bao giờ dùng qua loại đan dược này. Bổ linh đan thực chất cũng không kém gì thượng phẩm đan dược, không có tạp chất, không cần gắng sức hấp thu, sau khi nút xuống sẽ rất nhanh có thể chuyển hóa thành linh lực của bản thân trong đó còn bỏ thêm một ít dược liệu nhuận phổi bổ khí, cực kỳ thích hợp với người bị cạn kiệt linh lực. Bất quá đan này rất quý, cũng chỉ có đệ tử Đại Tông Môn mới dùng nổi. Diệp Tố cầm bổ linh đan, dương mắt nhìn về phía nhan hảo, từ đầu đến chân nàng ấy không chỗ nào là không hồng phấn, cả người toát ra ý vị nhàn nhã, không giống như là tới thi đấu mà ngược lại giống đi du lịch hơn. Thân truyền đệ tử của Hợp Hoan Tông có nhiều không? Diệp Tố hỏi. Nhan Hảo phe phẩy quạt lông hồng phấn trong tay, không nhiều lắm, chỉ có ta cùng sư huynh, thân truyền đệ tử của Hợp Hoan Tông không phải ai cũng có thể đảm đương, ngoại trừ thiên phú thì còn phải lớn lên đẹp. Bất quá nếu cô nguyện ý gia nhập thì nhất định cũng sẽ là thân truyền đệ tử. Được, Diệp Tố nói. Đôi mắt Nhan Hảo lập tức sáng ngời, cô đồng ý. Diệp Tố liếc nàng, ta nói là được có thể cùng nhau đi, còn chuyện thân truyền đệ tử cô đừng nghĩ nữa." Hai vai Nhan Hảo thoát cái trùng xuống, nàng thấy thật thất vọng, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói, "Thôi được rồi, cô ăn bổ linh đan đi rồi chúng ta tiếp tục đi." Từ lúc Diệp Tố khởi trận Nhan Hảo đã đứng ở sau gốc cây nhìn thấy từ đầu đến cuối, nàng sớm phát hiện tình huống của Diệp Tố thập phần không ổn, rõ ràng linh lực đã hao hết nhưng cũng không biết nàng ấy làm thế nào mà mặt không đổi sắc kiên trì một thời gian dài như vậy diệp tố nghe lời nhan hảo cho viên bổ linh đan vào miệng khoảnh khắc vừa nuốt xuống nàng liền cảm thấy một luồng linh khí bàng bạc đổ ập xuống linh phủ khô cạn linh lực khôi phục quá nhanh thế nhưng cũng sinh ra một loại đau đớn thống khổ riêng cũng may loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất linh lực được bổ sung đầy đủ nên cả người diệp tố thanh minh hơn không ít nhan hảo vẫn luôn đứng ở bên cạnh Tuy rằng cây quạt trong tay vẫn luôn phe phẩy như cũ nhưng rõ ràng nàng đang cảnh giác chung quanh, chỉ cần có dị động lập tức sẽ đánh trả. Diệp tố xuất thần trong chốc lát. Theo lời nói của lão nhân tóc nâu, yêu thú trong hỗn độn kính đa phần là tứ dai cùng ngũ dai, với cảnh giới nguyên anh sơ kỳ của nhan hảo, hơn nữa còn đống pháp bảo pháp khí của một thân truyền đệ tử đại tông môn, ở trong này cơ bản chính là cá gặp nước. Chỉ là, trong nguyên tắc ở cửa thứ nhất của tông môn đại bỉ, hợp hoan tông chết mất một thân truyền đệ tử. Trong chuyện không viết rõ là ai, chết như thế nào, chỉ là sau khi cửa thứ nhất kết thúc thì nhắc đến trong một câu mà thôi. Phần lớn bút mực được tác giả tập trung miêu tả đoàn người của nữ chủ ngoài ý muốn đụng phải một con lục giai yêu thú. Khi mọi người bên ngoài kính đều đổ dồn sự chú ý lên chuyện này thì nàng ta lại cùng sát cánh với nam chủ vô tình đi ngang qua, hợp lực chém giết yêu thú lục giai. Bất quá sau đó hai người cũng không tiếp tục hợp tác mà từng người dẫn theo đội ngũ của mình, tìm được đủ số thú đan, thành công vượt qua cửa đầu tiên. Từ lúc này về sau, trừ hảo cảm do ân cứu mạng ban đầu gặp gỡ, nam chủ còn sinh ra cảm giác thưởng thức với năng lực của nữ chủ. Đi Di thôi, Diệp Tố nói với Nhan Hảo. Nếu hợp hoan tông chỉ có hai thân truyền đệ tử, vậy không phải Nhan Hảo thì chính là mai cửu nhân sẽ xảy ra chuyện nàng đụng phải nhan hảo thì cứ đi cùng nàng ấy thôi, ít nhiều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là Diệp Tố không khỏi nhớ tới tiểu sư đệ, ngày thường yêu nghiệt ấy bắt bẻ nhất, hiện giờ một mình không biết đang ở chỗ nào, phòng trừng hắn đang rất không vui. Nàng đếm đếm số thú đan mình đang có, 63 viên. Hai người Lữ Cửu và Dịch Huyền Diệp Tố không quá lo lắng, nàng chỉ là không xác định được du phục thời có đảo thú đan hay không trước khi gặp lại hắn nàng tốt nhất phải chuẩn bị nhiều thú đan một chút mới được, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Trên thực tế, bên phía tiểu sư đệ lúc này rất náo nhiệt, hắn cùng nữ cửu cứ thẳng đường mà đi tới, thấy yêu thú liền chém, trên đường còn gặp phải mã tổng thu, ba người cứ vậy mà tổ đội đi cùng nhau. Mã Tổng Thu lại hiểu cách truyền tin giữa các đệ tử bồn môn vì thế người của Ngô Kiếm Phái mỗi lúc tụ lại nhiều hơn, lúc sau còn gặp được từ Trình Ngọc và Chu Vân gần 10 ngày đã trôi qua, trừ bỏ vài đệ tử vận khí không tốt đụng phải yêu thú ngũ dai mà bị đào thải. Tất cả đệ tử ngô kiếm phái đều đã tề tự. Diệp tố, chưa tới. Du phục thời đi đến trước mặt mã tòng thu nói. Mã tòng thu đang dịt thuốc lên cánh tay bị thương, nghe vậy liền chột dạ cúi đầu. Lúc gặp được du phục thời, hắn đã nói đệ tử của ngô kiếm phái nhiều, có lẽ Diệp Tố sẽ gặp được ai đó trong số họ, nếu hội hợp với đệ tử Ngô Kiếm Phái nhất định sẽ có khả năng gặp lại nàng. Kết quả người của Ngô Kiếm Phái đã hội họp đông đủ nhưng chưa ai từng gặp qua Diệp Tố, ngay cả Dịch Huyền cũng chưa từng gặp nàng. Dù phục thời thấy vậy cũng không để ý tới Mã Tổng Thu nữa, xoay người đến đứng trước mặt Lữ Cửu, Ngươi đi theo ta, đi tìm Diệp Tố. Hắn cần một người đi theo đào Thú Đan, chờ gặp lại phàm nhân kia sẽ đưa Thú Đan cho nàng. Lữ cửu đại khái là vì mấy ngày qua đã nghe nhiều mệnh lệnh của du phục thời nên theo bản năng lồm cồm bò dậy, chuẩn bị đi theo hắn. Du công tử, từ. từ trình ngọc đi tới ngăn hai người lại, hỗn độn kính trải dài vạn dặm, cứ mù quáng đi tìm sẽ rất khó. Hai người tách khỏi chúng ta cũng chưa chắc có thể tìm được diệp tố, không bằng đi cùng chúng ta tới khu vực lân cận cấm địa. Khu vực lân cận cấm địa, lữ cửu chỉ chỉ lên không trung lúc trước đại trưởng lão Côn Luân nói cấm địa rất nguy hiểm. Không vào cấm địa, chỉ ở gần đó nhìn xem. Từ Trình Ngọc nói, nơi càng nguy hiểm thứ tốt càng nhiều, đồ vật lấy được trong hỗn độn kính sau khi ra ngoài không cần trả lại nên đại bộ phận các tu sĩ đều sẽ qua đó, Diệp Tố Hẳn cũng sẽ đến đó. Du phục thời nhíu mày nhìn từ Trình Ngọc chằm chằm, cuối cùng đồng ý ở lại. Kế tiếp, mỗi lần đoàn người ngô kiếm phái nghỉ ngơi thì hắn sẽ không một tiếng động mà xuất hiện trước mặt từ trình ngọc. Sau đó mặt vô biểu tình thúc giục, đứng dậy, đi đến lân cận cấm địa. Từ trình ngọc, người lúc trước lười biếng tu luyện, cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ đâu rồi. Trong rừng, đây là cái gì? Nhan hảo nhìn Diệp Tố bỗng nhiên đi đến trước một cây đại thụ. Ra sức cắt một đoạn sâu vào thân cây rồi dùng một cái chai thu thập chất lòng chảy ra, Tò mò hỏi. Keo vàng là tài liệu dùng trong luyện khí. Diệp tố giải thích, đắt lắm, không phải bí cảnh nào cũng có. Côn luôn đúng là đại tài khí thô, tùy tiện thiết lập một vòng thi đấu thôi thế nhưng nơi nơi bên trong đâu cũng là vật phẩm quý hiếm. Nhan hảo nhìn chằm chằm thân cây gật gật đầu, đứng sau lưng nàng nhỏ giọng nói, cô bận rộn thật sự. Sau khi hai người bắt đầu đồng hành cùng nhau, Nhan Hảo chưa bao giờ thấy Diệp Tố ngừng nghỉ một giây phút nào, tìm yêu thú, thu thập tất cả tài liệu thấy được trên đường, thậm chí thời điểm nghỉ ngơi nàng còn thấy Diệp Tố lấy ngọc giản ra đọc. Diệp Tố không nghe rõ, chuyên chú chuyển động chai để keo vàng thuận lợi chảy vào trong. Ở đây có. Đợi nửa ngày vẫn không nghe thấy Nhan Hảo nói tiếp nửa câu sau, Diệp Tố quay đầu nhìn lại thì phát hiện phía sau đã không một bóng người, Nhan Hảo. Không ai đáp lời diệp tố nhanh chóng đóng nắp bình bỏ vào túi càn khôn cũng không quan tâm số keo vàng còn lại trên cây nữa nàng chạy khắp nơi tìm nhan hảo không thể nào là do yêu thú tác quái diệp tố không nghe thấy bất luận thanh âm nào khác nhan hảo giống như là biến mất vào hư không trong lòng diệp tố bắt đầu nặng nề nàng có một dự cảm không tốt thân truyền đệ tử hợp hoan tông chết trong nguyên tác khả năng rất cao chính là nhan hảo không rảnh lo những chuyện khác Diệp Tố đứng tại chỗ nhắm mắt lại, phóng thích ra thần thức, không ngừng khuếch tán ra xung quanh để tra xét. Không có, không có, vẫn là không có, thần thức của nàng thấy được đệ tử của các tông môn khác, thấy được các loại yêu thú thế nhưng vẫn không thấy được Nhan Hảo ở đâu. Không đúng, Nhan Hảo biến mất ở đây, nhất định là có nguyên nhân nào đó. Diệp Tố mở mắt, cúi đầu xem xét dấu vết trên mặt đất xung quanh khi nàng tìm thấy vị trí mà nhan hảo đứng trước đó thì chợt nhớ đến nửa câu nói mà nàng ấy nói lúc nãy nhan hảo đã phát hiện ra cái gì đó diệp tố đánh giá bốn phía đập vào mắt là từng cây đại thụ rậm rạp cỏ dại tràn lan khắp nơi thoạt nhìn không có gì khác thường nàng chống tay lên thân cây đại thụ bên cạnh hít sâu muốn hơi muốn làm bản thân bình tĩnh lại lúc này diệp tố bỗng nhiên trợn to mắt Nàng nghiêng đầu nhìn về chỗ thân cây mà bàn tay đang đặt lên, nàng bỏ tay xuống, lại gần nhìn sát vào thân cây, nhìn bề ngoài chỉ là một thân cây bình thường với vỏ ngoài thô giáp, còn có mấy chỗ nhô lên như cục u. Nhưng xúc giác khi chạm vào vừa rồi có chút không đúng. Diệp Tố nhắm mắt lại, một lần nữa dỗi tay lên sờ sờ thân cây chỗ vừa rồi mà nàng đã chạm vào, nàng nghiêng đầu cố gắng phác họa trong đầu hình dáng của xúc cảm dưới lòng bàn tay pháp trận diệp tố mở mắt ra nhìn chăm chăm vào đại thụ không có gì khác thường này không ngờ trên thân cây lại có một cái truyền tống pháp trận không chờ nàng kịp động thủ diệp tố bỗng nhiên thấy trời đất quay cuồng khi hoàn hồn lại thì cả người đã ở một chỗ khác sao cô cũng vào được đây từ phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc diệp tố lập tức quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy nhan hảo Vừa rồi ta còn định nói với cô là trên thân cây kia có khắc pháp trận." Nhan Hảo nói, "Bất quá trên pháp trận đó còn được phủ một tầng ảo thuật, người bình thường sẽ không thấy được." Nàng còn chưa kịp giải trừ tầng ảo thuật đó thì đã bị đưa đến đây. "Ta sơ đến." Diệp Tố nói đoạn quay đầu nhìn chung quanh, trên mặt đất đều là đá trắng. Nhan Hảo khom lưng cầm lên một hòn đá đưa cho Diệp Tố xem, "Đợt này chúng ta suối quẩy rồi." diệp tố nhận lấy vừa cầm thì liền nhận thấy có gì đó không đúng nhìn kỹ mới phát hiện này không phải cục đá bình thường mà là xương cốt bên trên còn có một tầng oán khí bám vào ta thấy xương người xương thú đều có nhan hảo không phe phẩy nổi cây quạt trên tay nữa trong hỗn độn kính không có nơi nào như thế này trừ phi đây là cấm địa cấm địa thông hành đơn diệp tố hỏi bóp nát thông hành đơn có thể ra ngoài hay không không thể nhàn hảo lúc này tuy nhìn không có gì khác thường nhưng trong mắt lại không giấu được lo lắng những lần đại bỉ trước luôn có các đệ tử vì đủ loại lý do mà lạc vào cấm đại vô luận tu sáu cao hay thấp đều không có một ai có thể ra tới phong trần đạo nhân bên ngoài kính không có cách nào cảm giác được những đệ tử sau khi họ tiến vào cấm địa nên vì thế cũng không thể mang họ ra ngoài nếu đã có lối vào nhất định sẽ có lối ra diệp tố bình tĩnh nói trên thân cây có truyền tống pháp trận vậy nơi này khẳng định cũng sẽ có một đầu truyền tống pháp trận còn lại. Nhan Hảo ngồi xổm xuống đất, quạt lông hồng phấn chống dưới cằm. Vì sao lại giấu một truyền tống pháp trận trên thân cây? Còn cho lên một tầng ảo thuật, giống như là bẫy dập được bày ra nhằm vào thuật tu. Nàng bỗng nhiên ngửa đầu nhìn Diệp Tố, liên lụy cô rồi. Nếu không phải vì tìm ta hẳn là cô sẽ không phát hiện ra pháp trận đó, cũng sẽ không bị truyền tống vào đây cấm địa cũng không nhất định quá đáng sợ diệp tố nhìn thẳng vào mắt nhan hảo đi tìm lối ra thôi đi nhan hảo đứng lên một lần nữa bắt đầu phe phẩy chiếc quạt hồng phấn nhất định là có lối ra ta còn muốn trở về mời chào đệ tử cho hợp hoan tông nữa một lát sau ta sai rồi diệp tố cắm đầu chạy cấm địa quả thật đáng sợ hối hận cũng không còn kịp rồi nhan hảo chạy ở phía trước la lớn, lần này chúng ta chết chắc. Phía sau hai người là một đám lục gia yêu thú đang điên cuồng đuổi theo, sát khí trận trời, chúng đạp trên đống xương trên mặt đất phát ra vô số thanh âm răng rắc khiến cho người nghe sờn tóc gáy. Nhan Hảo ngẩng đầu thấy trước mặt bọn họ có một sườn núi, nàng quay đầu lại dỗi tay bắt lấy tay Diệp Tố, đẩy nàng trốn vào bên trong. Huyễn vô pháp định, biến tùy ảnh dạng, thuật. Nhan Hảo cắn mạnh vào một đầu ngón tay sau đó quẹt máu lên giữa chán Diệp Tố. Tiếp theo nàng dựng lên hai ngón tay, khởi động một đại hình ảo thuật. Sau khi hai người dựa vào sườn núi thì nỗ lực khống chế tần suất hô hấp, không để yêu thú đuổi theo đến đây phát hiện ra manh mối. Giờ phút này, trong mắt của đám yêu thú đó hai người không khác gì với sườn núi sau lưng. Mấy con yêu thú này mất đi mục tiêu nên bắt đầu lang thang vô định, có vài con đi xa hơn nhưng vẫn có vài con vẫn đảo quanh gần đó. Ta kiên trì không được bao lâu nữa đâu. Nhàn hảo không tiếng động nói với Diệp Tố, yêu thú trước mặt đều là lục giai yêu thú, sức mạnh của chúng tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ. Vừa rồi nàng dùng chính là thuật bảo mệnh, hao tốn không chỉ là linh lực mà còn là thọ mệnh. Bỗng có một con yêu thú đột nhiên đến gần sườn núi, nhiệt khí từ mũi nó thở ra cách hai người mỗi lúc một gần.